Gì lạ vậy, mới có vừa mở ông ngoại mới chưa hết rồi là nó miếu nó khóc rồi. Mẹ mới bấm chữ Đinh Văn Mậu coi, mới vừa nghe nghe nhạc là tự nhiên nó khóc rồi. Ngoài út mở ông ngoại nó coi, mới chưa mới vừa mở vô tự nhiên hỏi sao vậy, nó khóc lòng khóc theo nó luôn nữa. Nó ra nhà nhớ ông ngoại. Con nhớ ai, nhớ ai, con nhớ ai hả, con nhớ ai à? Tự nhiên mới vừa mở lên tự nhiên con coi chưa được gì, được 5 phút nữa, mới có 1 phút rồi là nó mắt nó chảy rồi. Con đâu có nhớ ngoại đâu. Đúng rồi, đâu có nhớ ngoại hả? Con nhớ ngoại. Nhớ ngoại đính mẹ mày chết luôn á. Nhớ nhiều không? Vậy mở ngoại coi ha. Vậy con không thích ông ngoại rồi, con không thương ngoại, con mới không coi. Con khóc. Con khóc. Con vậy con có coi vậy mới nhớ ngoại, chứ còn con không coi sao nhớ ngoại. Mới vừa mở vô nghe vừa tiếng nhạc cha ơi cha đừng bỏ con rồi, mới hát chút xíu rồi là nước mắt nó chảy chảy rồi. Tắt, bấm tắt quay phim cho ốc coi luôn, cho ngoại xem luôn.